Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chiều ngày 3 tháng 5 tại tỉnh Kiên Giang, các đại biểu thẩm tra, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo quan điểm của Chính phủ, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện, nhưng không làm phát sinh đối tượng thụ hưởng và địa bàn đầu tư, không làm tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120 năm 2020. Liên quan tới đầu tư các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, thành viên Hội đồng Dân tộc đã đề nghị làm rõ cơ sở ưu tiên đầu tư. Trong 72 di tích, 34 tỉnh và 451 tỷ. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta vẫn chưa có cái danh mục này. Tôi thấy không có cái cơ sở để mà chúng ta trình vào cái con số liệu này. Đối với vùng đồng bào Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì đối với những tỉnh mà đã thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra, họ tha thiết đề nghị là được dành những cái nguồn lực còn lại để đầu tư cho các ngôi chùa hiện nay xuống cấp mà tỉnh không có khả năng đảm bảo về ngân sách. Và trong đó có ưu tiên để dành cho những ngôi chùa mà có mang cái tính di tích lịch sử. Thì đây cũng nằm trong cái việc mà di tích quốc gia, trong cái việc bảo tồn với văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Thì có chăng là trong cái tờ trình của chúng ta bổ sung cái ý đó được không? Mà đây cũng là cái ý kiến đề nghị của các tỉnh. Việc Bộ Văn hóa hiện nay chưa trình được, hoặc là nó có trùng với cái chương trình mục tiêu quốc gia với cái số tiền rất là lớn. Báo cáo trên là giai đoạn 25-35 thì hiện nay Chính phủ đang trình là 122.250 tỷ đồng. Đấy, mà giai đoạn 10 năm là nó khoảng hơn 77.000 tỷ ngân sách của Trung ương. Chứ nếu vậy thì bây giờ chúng ta chưa có danh mục này cộng với chương trình mục tiêu quốc gia là chúng ta cũng chưa được tiếp cận. Thế thì tôi nghĩ là nếu mà không bộ văn hóa không rà soát, không có được cái danh mục này thì tôi đề nghị là phải để cái phần này lại. Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh khẳng định chương trình mục tiêu văn hóa đang được xây dựng, tới đây sẽ trình Quốc hội. Do vậy, nếu có 72 danh mục di tích này sẽ loại ra để không trùng lặp. Cái này là đến năm 2025 thôi. Vâng, năm 2025 thôi. Thế còn chương trình mục tiêu văn hóa là phê duyệt vào năm 2025, phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025, thực hiện giai đoạn 26-30. Chứ không phải giai đoạn này, là thực hiện giai đoạn 26-30. Thế vào năm 2026 cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp lý, bắt đầu đầu tư cuối năm 2026, 27, 28, 29, 30. Như vậy giai đoạn này thì, nhưng chúng tôi đồng tình với các đại biểu đã phát biểu, đó là gì? Sau hội nghị này, kết luận của hội đồng, chúng tôi sẽ làm việc Bộ Văn hóa một lần nữa, nếu không báo cáo Thủ tướng. Kết thúc. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh là hơn 4.100 tỷ đồng, đầu tư vào 4 nhóm đối tượng chính là trường đại học, dự bị đại học, trường chuyên biệt, các trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm y tế, bệnh viện huyện, di tích quốc gia đặc biệt có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số.